Lần thích này nha. Tủ rượu hả? Tủ rượu. Côn sexy quá, chứ Dễ không phải thương quá sexy hả? quá. Ngày hôm nay cho Long đi coi nhà ngay biển luôn. Đang nghe biển, đứng đây là nghe mùi gió biển, gió Mùa gió biển. mấy bữa mình đi mà biển mình không thấy gió, bên này cũng thấy biển luôn nè. Để biển hả? Hai góc biển luôn. Cái này nó cái cơ. Đây là biển nè. Mình nằm ngay góc ha. Rồi đi vô. Hai car garage. Chín nút. Xin mời bước vô nhà. Vừa bước vô thì có một cái phòng bên trái liền. Wow, phòng này dễ thương quá hả? Phòng cũng vừa vừa phải. Full bath luôn hả? Gió mát quá. Cửa đèn tự động luôn rồi, mình không cần phải mở. Wow, gió mát lạnh luôn á. Cái này garage. Wow, garage họ làm garage cao quá hả? Trần cao quá. Tại vì cái ngoài trước nó thấp hơn. Đây một cái bát nha em, hấp bát. Một cái hấp bát ở ngoài đây. Cái này là phòng living room. Nhìn là biết nhà biển ha. Họ chơi dưới em ơi. Ồn ầm luôn á. Ở ngoài đây được cái nhìn mình thấy nguyên cái pier ra ngoài luôn kìa em. Đây nè. Wow, hay ha. Dễ thương. Nè, cái tủ lạnh này em thích nè. Dễ thương quá ha. Wow, cái tủ lạnh này là anh thích nè. Đang ở. Dream. Vacation home là quá good luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Decorate nhìn giống Hồng Loan decorate quá. Rượu nè. Đó. Kéo thùng rượu này ra em. Anh mở rồi hả? Đúng. Họ mở sẵn vậy đó. Để cho thoáng nhà đó. Cái balcony nè. Này 20 đứa thôi. Dễ thương quá ha. Bên đây có nhiều nhà. Nguyên cái khu này. Dây điện nhiều quá. Nếu mai mốt cái chôn gì vậy.
nguyên cái pier luôn. Thì đó, mình nhìn đây là nguyên cái pier. Mấy người ta đi thuyền bờm đó em. Tàu nó đi kìa. Tàu nãy mình thấy đó hả, Carnival đó hả? Cái tiếng nhạc này là ở dưới biển đó không? Dưới biển nó vọng lên. Ở đây mình nghe luôn. Cái bãi biển này sao giống tắm được quá hả? Cái bãi đó thì có thể tắm được nhưng mà có dám xuống tắm không? Dễ thương quá. Đây dễ thương quá. Chắc chắn quá chứ. Đâu có chắc chắn. Cái cành nó cũng cao quá. Cành cao. Nếu mà nó mà làm ngang qua thì thấp lắm. Đúng rồi. Nó làm xéo lên nhìn nó thoáng. Nhà đẹp quá ơi. Cái phòng này có lò sưởi nữa. Có lò sưởi. Này giống như master vậy. Ba mẹ ở phòng này được rồi. À. Đúng rồi, tại vì ở dưới nó sẽ có là hai phòng ngủ với cái phòng tắm nữa. Ừ. Coi như ba đứa mình ở đây nè, để mạnh nó hiếu lên nè. Nghe lào quá chạy xuống kịp à. Gì? Nghe lào, oh my goodness. Wow, cái này master hả? Look at that. Dễ thương quá ha. Cái này dễ thương quá. Very good, nhưng mà nó lại bị cái những ngôi nhà này ha, cái view nó bị tạt, hạn chế. Thì phải chịu, phải nóc nhà người ta thôi mà miễn nhìn ra cái biển nha. Bị dây điện hơi nhiều. Dây điện nhiều quá. Phải đi gần cục điện. Đúng rồi, sát bên cục điện. Rồi vô coi cái master bathroom. Oh, wow, bữa quá chứ. Thấy cái nhà nhỏ. Tưởng nó nhỏ. Wow. Wow. Nó làm lại hết rồi, đẹp quá. Cái này đẹp quá vậy? Đẹp quá, đây là rồi, walk in closet nè em. Em có nghĩa là cái này là master bedroom. Cái này là master. Là xuống dưới một phòng dưới này. Đúng rồi. Ngoài kiểu ba lớn. Đây tủ gì nữa nè? Cái tủ để khăn, không ý em nói đồ. Đồ mình dành để hết nè. Đủ không? Ở biển mà có dài đi trực tuyến. Nhỏ nhỏ. Nhưng mà nó đầy đủ. Chờ rồi 75 để em coi cái list không anh. Nó mới xuống giá đó anh. Hồi 26 tháng 9 nó list là 1.599.000. Nó mới xuống giá ngày 1 tháng 11 25.000 xuống 25.000. Ồ, căn nhà này bán hồi tháng 4 năm 2017 là 885.000. Chắc người ta mua về người ta mới remodel. Remodel hả? Còn tầng nào nữa nhé, đi xuống nhé. Bên đây là cái gì? Nghe tủ đây. Coi như tủ anywhere. Cái này Cái này đâu mỏng nè. Cái này ra đâu vậy? Giống như cái vách núi vậy đó em. Cái này vách núi rồi. Sao đám cover đó ha? Trời, trong đây là toàn nguyên một cái vách núi luôn á, nó dựa vào núi mà. Sao chỗ như vậy không làm cho nó. Nhà này muốn mua về là phải làm cái này nè. Phải làm cái này lại, làm cho thành một phòng luôn á. Muốn tắt đèn chưa nhỉ? Tắt rồi. Để tôi xuống lên một phòng.
Ồ, Long thích này nha. Tủ đồ hả? Tủ đủ. Côn. Quá dữ nha. Cái vụ này ngộ vậy ta? Lót rồi hả? Lót lót rồi. Long sẽ thích cái vụ này nha. Wow. Trời ơi. Thua. OMG, nguyên một cái tủ rượu quá lớn luôn. Còn gọn nó nhỏ nhỏ, nó tự nhiên để nguyên cái tủ đây ha. Thá này luôn Em nghĩ đi. là cái cổ gì đó Cái nó tủ thôi à. Thấy không? Cái tủ thôi à. Đây. phải có cái gì ở đây chứ, Cái tủ thôi à. sao máy móc gì nhiều vậy? Mấy cái máy này là máy internet rồi dàn máy. Trong đây sẽ có cái theater trong đây nè. Bảo đảm. OMG, theater. Theater. Thấy chưa? Vậy tính ra có hai phòng ngủ rồi ha, ngủ cách âm dữ luôn nha anh, Ừ. dày lắm á. Ngày mình về mình làm studio mình được không? Chắc được. Được chứ ha, Được. được không anh? Dưa. Ủa, cách âm dữ lắm anh, để mấy cái miếng dày lắm. Mấy cái miếng cách âm ha. Vậy là đi là còn có hai phòng ngủ hả anh? Cái này họ làm cái theater, cái phòng coi phim. Enjoy quá hả? Hai người à? Nhà nhỏ mà nó có đủ thứ hết. Hay gì nó có cái tủ đó để nó để cái máy chiếu phim. Xong rồi ra đây lấy rượu uống nè. Đây là ra ngoài cửa nè. Hồi ra sớm. Rồi. Này hai vợ chồng enjoy quá. Sử dụng nữa mình đổ ra đó không? Đất đất rồi tới đó luôn đó. Vậy đó thì muốn làm nữa thì đổ ra được luôn tới đó luôn. Này tha hồ pha nước chanh nha, có cây chanh. Hai cây chanh luôn em. Cây cam. Orange. That's orange. A lemon. Tại vì nó nhiều level á. Này đi lên nè, đi lên lầu. Thành phòng chiếu phim. Theater. À, này phòng ngủ nè. Thành chỗ chơi, không Yeah. còn ngủ. Oh my gosh. Còn có hai phòng ngủ à, Hả? còn có hai phòng ngủ. Không mà nếu mà về mà bỏ thêm tiền làm cái phòng mà cái chỗ đó anh làm nó gọn gàng lên thành cái phòng được. Nhưng mà điều có một cái là restroom nó không Đây không có restroom hả? Đây không có restroom. Đây là một phòng ngủ này. có. Nói đây mà nhậu một xỉn đi lên phòng cũng hơi mệt. Mệt lắm. Lên thì phải đi restroom đây à. Phải sử dụng đây. Này này nó hơi khó xài chung. Nó mềm cái gì đó. Coi như còn có hai phòng. Một phòng trên đây, một phòng dưới. Nguyên đám tụi mình mà ở đây đâu chỗ đủ đâu ạ. Đúng rồi, không đủ chỗ. Nằm salon thôi. Nhà này thì đẹp lắm. Chỗ chơi thì nhiều. Chỗ Chỗ ăn chơi nhiều. nhà nó cũng chơi lắm, mình coi để rượu thì Nguyên tủ thùng rượu dưới là biết rồi.
Rồi đi. Không biết tiếc gì hả? Không. Nhé, anh cũng thích, nhưng mà ở dưới phải có cái toilet chứ, không dưới không có toilet là không được. Nhưng mà ở đây đậu xe cũng ít, Khó, đậu được có khó. 3 chiếc. 3 chiếc. Salon. Con thấy sao? Nhà Cái này này là 9 nút đó. chín À nút 7 3 nhà này 36. thích chưa ha, đẹp quá. Nhưng mà có 2 phòng mà, để mà ở được có 2 phòng mà nhà này muốn về mà ở được mình phải làm thêm cái phòng, cái bathroom ở dưới dưới đất, nó không có toilet Đúng mà rồi. gì phải chạy lên trên lầu, không có công á. Công hơn. Thành phố này chắc bây giờ xin giấy phép cũng dễ, bây giờ mà xin giấy phép để mình xây dựng thêm cũng dễ. Ok, thôi, mình đi nha. Rồi, ok, cảm ơn quý vị nha. Bữa giờ coi tự nhiên có cái nhà này mình thích nhất luôn. Thích nhất luôn, cái chỗ cũng được, cái nhà cũng đẹp. Chỉ có nó hơi thiếu phòng tí. Đúng rồi. Trả giá rẻ hơn chút, lấy cái tiền nó làm thêm cái phòng được. Cũng được. Ok.